xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Duy Phước sẽ đi hát một cái tiệc ở Tân Phú. Hôm nay là một cái tiệc cũng có một người anh rất là dễ thương, nhà Tân Gia, rồi là cũng là sinh nhật luôn. Hôm nay là hai cái tiệc vui vô vô chung một lần. Thì hôm nay là Phước cũng sẽ là quậy banh nóc nha mọi người. Sướng, mình đã chuẩn bị nhạc nhiếc và chuẩn bị những sản phẩm mới nhất để dành tặng cho tất cả mọi người rồi. Ok, tối nay hứa là sẽ bùng cháy. Hiện tại là bây giờ mình đang đi trên đường, mình phải đi sớm rồi, mọi người biết sao. Đi trễ quá, xe kẹt thì nó cũng, tại nhà mình ở xa, nhà mình ở nhà bè là, nên mình đi, mỗi lần mình đi lại mình phải tranh thủ mình đi sớm chút xíu cho nó vừa tới, vừa kịp thời gian, chứ không trễ quá thì nó cũng không hay. Làm gì thì cái uy tín của mình vẫn được đặt lên hàng đầu mọi người đó. Ok, bây giờ mình đang trên đường đi đây. Mọi người một chút nữa sẽ coi Phước diễn nha. Ok, cảm ơn rất nhiều. Tay đầu tay đầu.
Còn ai nhớ luôn mọi người ơi, mọi người nhớ tôi cho tôi chào bấm tay được không mọi người ơi? Ở đây cho hỏi có ai là cậu cả không ạ? Có ai ở đây là cậu cả không ạ? Chắc không ai khác mà Duy Phước rồi, cậu cả xin chào mọi người nhá.